Tận dụng những nguyên liệu sẵn có ở địa phương, phối hợp cùng men vi sinh, đàn lợn vẫn đảm bảo tăng trọng, tiết kiệm 4.000 đồng trên 1 kg thức ăn. Giữa lúc giá thức ăn chăn nuôi tăng vọt và những ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc phối trộn thức ăn cùng men vi sinh cho lợn đang giúp anh Nguyễn Văn Tuấn có thể cầm cự chăn nuôi lâu dài và mang lại hiệu quả cao. Bí quyết phối trộn này sẽ được chia sẻ trong chương trình Mách nhỏ Nhà Nông hôm nay. Hơn 100 con lợn rừng đang phát triển khỏe mạnh. Dù đã có lúc chủ nhân của chúng, anh Nguyễn Văn Tuấn, không biết phải làm sao để duy trì đàn lợn. Khi giá thức ăn tăng cao, kéo theo các giá nguyên liệu đầu vào cũng tăng cao. Anh Tuấn đành nghĩ cách để có thể tận dụng tất cả những gì sẵn có quanh nhà để duy trì đàn lợn. Và cũng chính từ đó, anh lại tìm ra một phương pháp hiệu quả, đó là phối trộn thức ăn cùng men vi sinh cho lợn. Mình kiểm soát được chất lượng đầu vào của nguồn thức ăn, thì mình kiểm soát được chất lượng đầu vào, chất lượng của nguyên liệu thì nghiễm nhiên là mình yên tâm trong quá trình phòng bệnh dịch bệnh. Tức là giá thì tương đối cao so với lại các nông hộ khác, mà cái đó cũng được mọi người khẳng định là như thế, nhưng mà được mọi người vẫn tin dùng và chấp nhận. Thì giá thực tế là rất cao so với bình quân, là người ta bán 150.000 một cân thì mình vẫn phải bán phải chênh so với giá thị trường tầm 20.000 đồng trên 1 kg hơi trở lên. Phối trộn thức ăn cho lợn bằng vi sinh vật lên men là phương pháp làm chín thức ăn không dùng nhiệt đun nấu. Cách ủ men này giúp tiết kiệm chi phí thức ăn chăn nuôi, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tăng trọng cao. Giảm được chi phí trên từng kg thức ăn như thế này, thì đồng thời là mình có thể nuôi kéo dài. Vì có những đợt là mình nuôi mà trục trặc mình chưa bán được. Ví dụ như đợt này và Covid như thế này thì ít khách ăn uống, rồi là phương tiện đi lại khó khăn thì không vận chuyển được, thì là mình có thể là mình có thể yên tâm, mình nuôi kéo dài. Mình không phải lo về cái vấn đề là nó ăn quá sâu vào cái chi phí thức ăn hàng ngày. Không chỉ với đàn lợn rừng này mà với lợn trắng hay các loài vật trong trang trại như hươu sao hay gà, anh Tuấn cũng sử dụng thức ăn phối trộn. Vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt, tận dụng các nguồn thức ăn phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, bổ sung các vi sinh vật có lợi cho đường ruột, cải thiện hệ tiêu hóa, giảm chi phí thuốc men, giảm bớt chi phí chăn nuôi, góp phần bảo vệ và giảm ô nhiễm môi trường. Nó rất tốt cho hệ tiêu hóa của vật nuôi. Chất thải của vật nuôi ra thì nó cũng giảm bớt cái mùi hôi thối. Và quá trình mình ép, mình ủ thế này cho nó đã có men vi sinh thế này rồi thì cái quá trình hấp thụ thức ăn của lợn nó cũng rất là tốt. Bởi vì trong cái men vi sinh này nó có cả cái thành phần là lactobacillus, đó là thành phần trong cái men tiêu hóa. Mình giảm cái chi phí men tiêu hóa hoặc là các thứ khác đi. Theo anh Tuấn, ưu điểm của cách làm này là bà con có thể tận dụng các nguyên liệu mình sẵn có. Tinh bột gồm ngô, cám gạo, đạm như đầu cá hoặc cá tạp hay ốc bươu vàng, rau xanh và men vi sinh, khoáng chất, nhưng cần đảm bảo tỷ lệ chất dinh dưỡng như sau: đạm từ 8 đến 10%, ngô 60%, cám gạo hoặc bã đậu, bã sắn 15 đến 20%, premix vitamin 10%. Trong cái giai đoạn hiện nay thì gia đình đang sử dụng là bã bia này, ngô hạt này, cám gạo này, cá khô hoặc là đầu cá khô, cùng với lại rau cỏ băm ra. Ở đây thì sử dụng thường xuyên là sử dụng chè khổng lồ với cả vitamin tổng hợp, rồi chế phẩm ủ thức ăn chăn nuôi cũng như là premix khoáng. Thì về cái tỷ lệ là mình căn vào cái điều kiện của mình, cái điều kiện thực tế của mình. Ví dụ như là hôm nay mình có thể tăng được cái lượng không phải là bã bia mà thêm bã đậu nữa, thì mình có thể giảm bớt cái lượng ngô hạt. Hoặc là nếu mà mình chỉ có mỗi ngô và rau thôi thì mình có thể là hoàn toàn là tăng ngô lên, đúng không ạ? Thì cái tỷ lệ này tùy thuộc vào cái điều kiện của từng nông hộ, cũng mình nghĩ là như vậy. Và đối với mình chăn nuôi thì mình cũng không có một cái tỷ lệ nhất định. Tuy nhiên làm sao đó đảm bảo mỗi một lần phối trộn như thế này, lần này nó ít cái này thì lần sau mình bù vào. Thì trong quá trình này, tức là mình vẫn phải duy trì được cái lượng bệnh, ví dụ như là độ đạm, độ pyrimix khoáng các thứ mình vẫn duy trì là một mức ổn định. Còn cái nguyên liệu thô ví dụ như là ngô hay là bã bia hay rau cỏ này mình linh hoạt, linh động. Khoáng chất thì có hướng dẫn sử dụng trên bao bì. Như cái men ủ nguyên liệu của mình phối trộn là ví dụ như là một cân như thế này là dùng tối đa cho 350 cân nguyên liệu thế này. Mình đã phối trộn trong cái cùng với lại mình trộn đều cùng với lại cám gạo đấy rồi. Chẳng hạn thế. Thì đấy là quá trình mình trộn thì cứ căn tỷ lệ đấy mình làm thôi. Các nguyên liệu được trộn cho đều, sau đó anh Tuấn sẽ cho vào máy ép. Nếu như mà trộn với nguyên liệu mà cái độ khô cái độ ẩm nó hợp lý thì nó sẽ ra viên. Còn không thì nó sẽ nát nhưng mà nó lại trộn đều được và nó nghiền nát được cái ngô. Sau khi đưa vào máy ép để ép thành viên hoặc nghiền nhỏ, bà con có thể cho vào trong thùng để ủ khô hoặc cũng có thể ủ cám ướt như sau. Với 100 kg thức ăn nguyên liệu, cách ủ thức ăn phối trộn như sau. Đổ vào thùng ủ từ 40 đến 45 lít nước sạch rồi cho 0,5 kg men và 2 kg bột ngô hoặc cám gạo vào, khuấy đều và để trong 1 tiếng. Đổ nguyên liệu còn lại vào đánh tơi để hỗn hợp đồng đều. Cho hỗn hợp vào thùng hoặc bao nhưng không được nén chặt, đậy kín hoặc buộc chặt sau 5 đến 6 tiếng để hở miệng. Nếu nhiệt độ trên 30 độ C, thời gian ủ là 24 đến 36 giờ. Nếu nhiệt độ dưới 25 độ C, ủ trong 36 đến 48 giờ. Trong quá trình phối trộn thì đã có mình trộn cả men vi sinh để ủ thức ăn cho vật nuôi á. Cho nên là quá trình mình sản xuất ra, thế là mình trộn xong mình ép như thế này thì có thể là đưa vào sử dụng ngay. Và hoặc là mình có thể là một lần mình sản xuất ra thế này mình dùng cho từ 5 đến 7 ngày. Thì quá trình sau khi mình ép ra được như thế này rồi thì mình đưa vào các cái thùng và đậy kín nắp. Thì qua 24 tiếng cho đến 36 tiếng thì cái sản phẩm của mình đây sẽ lên men mùi hương cái rượu nhẹ. Thực tế là nếu mà làm bài toán so sánh giữa cái thức ăn phối trộn này với lại cái cám công nghiệp mà mua sẵn của công ty, của nhà máy thì nó sẽ lệch nhau. Như mình làm như thế này thì nó sẽ lệch nhau bình quân vào 4.000. Trong quá trình làm thức ăn phối trộn vi sinh cho lợn cần lưu ý, hỗn hợp ủ cần phải cách miệng thùng ít nhất 15 cm, tránh thức ăn bị tràn ra ngoài. Khi thời tiết se lạnh vào mùa thu đông, có thể tiến hành lên men một lần và cho ăn trong vài ngày. Khi nhiệt độ cao lên hơn 30 độ C thì tốt nhất chỉ nên cho lợn ăn khi đã ủ cám khoảng 2 ngày. Không nên để không khí bên ngoài lọt vào, sẽ gây nấm trắng xuất hiện. Tổng hợp lại toàn bộ sau khi mình đưa ra được cái sản phẩm là cái cám mà cho lợn ăn được mà nó rơi, tức là nó chỉ gói gọn trong tầm trên dưới 8.000 đồng 1 kg thức ăn. Thì lúc đó mới có công. Còn nếu như mà cứ buộc phải tỷ lệ nọ tỷ lệ kia mà nó vượt quá 10.000 thì thà rằng mua cám công nghiệp cho nó ăn. Tức là mình đang rút cái giá thành sản phẩm, giá thành của cám về dưới 10.000, mà ở đây anh phải duy trì làm sao đó từ 8.000 đổ về. Anh phối trộn ở đây tức là anh giảm chi phí đi thôi, chứ còn thì về cái tỷ lệ các chất dinh dưỡng là phải đảm bảo chung. Là hai nữa, trong quá trình phối trộn thức ăn là cần phải lưu ý, có thể là một số những cái bã đậu này hoặc có thể là hèm rượu, hèm bia, thì trong trường hợp sử dụng những cái đó thì là phải sử dụng với thời cái phải sử dụng mới, tức là không được bảo quản những cái đó với một thời gian dài, bởi vì cái tỷ lệ nước nó rất là cao, mà nếu mà để sử dụng thời gian dài thì nó sẽ bị ôi thiêu, và đặc biệt có thể là bị thối. Khi cho con lợn ăn là nó sẽ bị tiêu chảy. Thì cái đấy là bà con chúng ta cần phải lưu ý. Một cách làm có thể kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí đầu vào, lợn tăng trọng ổn định, tăng sức đề kháng. Hy vọng rằng cách phối trộn thức ăn này sẽ là một trong những biện pháp hữu ích với bà con trong tình hình chăn nuôi hiện nay.